bạn sư sĩ nè, tất cả các anh em chúng tôi mới tiết tiếp tục chuẩn bị Photoshop, cứ cả đồ tay khăn cày, cả thợ đồ bay cày nữa nè, nâng bàn chạy cái tên này cả cắt, bà. Chân làm bài thôi ban đôi group được cho bạn cắt hơi được một nắng, thì mỗi cái chúng tôi cả ba group hiệp, đại dương miền sạp chúng chọn đồ tay nâng bay cày nó thêm đó, cho miền group pin đi, cho ba người máu, bà. Ok, chân group này đại dương chọn đồ. Chúng ta không Photoshop đảm bảo dùng print room về dùng print dùng para control bộ chúng mình spy hay chơi mail là về và đảm bảo room dùng alt bộ nó spy dùng room nè đảm bảo dùng tiền mở dùng chơi spy tham gia chơi mail khi chơi tiền mở tập trung về ok đảm bảo dùng cắt bản thì mỗi dùng trâu ca đặt thừa rupee chỉ là giờ sơn sẵn nè và ai đặt là giờ sơn các bạn đặt bạc là giờ các bạn đã dùng chơi apple mà dừng chơi được việc gì đó, ok. Khi nào cắt rụp nằm bay dừng bàn sát nghề put nghề tam mục mọt mà đủ nắng dừng para pen tool nắp mà, lấy chấm chọc para cắt, chấm cắt bên tay. Ra chấm lấy cao dừng chơi về cho phải dừng put, put về má. Put mình thấy dừng run mail tôi lời hết dừng put về tam, khnách bao rụp nắng. Và nó bây giờ cắt chọc này rồi cho hát cái dân trong control enter nó bà rửa dân mà sẵn là vía vô make selection để cho make selection nắng cho nó bây giờ đã make selection nắng mình tha đâm bay rút nó bán sát mơ tôi smooth o dân cắt mình đôi cả chọc đợi cái tay to được có mơ tôi viên một bệnh nắng dân trong các đã chung luôn phía đời về đọc chẳng đã tất cả rụp rụp nắng mình tha về tầm hôm bây giờ tôi đã chẳng đã xôn chọc pra mấy bàn hỏi nè bà, ok, và to bây giờ đặt chân hái, dừng chọn lựa thua này mũi, bà, chọn thua nó chạm đặt lựa bài cào này, nè bà chạm đặt lựa bài cào nó tới, group này vì mở tập viết đây page nằm bây giờ sửa về, nè, nhớ chú ý đi vô free transform, vô volume cái màn hình tĩnh. Chúng ta đã ở cột chôn là cột chôn ở lửa spiền nắng chôn ở lửa spiền nắng chuẩn bị thở là mấy dân trong đăng thang ta cột chôn là hơi được nó thôi opacity vía và cột chôn nó trùm nà đấy và nhưng mà thang cái chôn bọc cốt cứ chôn nó không spiền cột chôn nó không spiền chứ nằm bay ở rụp hiệp năng mơ tứ đôi cọp nó không spin đôi chô nó không spin tại mà đó nè cái dân trâu cá dưỡng select lưu background này dưỡng select lưu tam khnạch background nó dưỡng thoi phía rồi lưu rụp nó một tích này dưỡng thoi phía rồi thoi phía rồi đó bà cái dưỡng cắt mê thay dưỡng cắt tạm 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 rung bó chơ bó spin nâng dạy bật rụp nóng cơ bán này chừng cắt tạm nóng máu dì rùm tớ thì chừng cắt vô tay bà cố rồi có bà can đại spiên nóng tì ná bà ok bà tốt bà dương cắt bàn bằng đăng hói dì dương tớ cả đặt phía đờ rồi có dương mà sẵn là ví dụ make selection được nế nế dương đã xôn chạy bu này từ nế và tốt tiết cho bác này cũng là nó màu này dụ cơ là cuộc bóng nó máu bên ta viện toàn off tây khẩn tiền chẳng dân tao ca sẽ lệnh biệt thèm thì sẽ lệnh được không nữa chắc nó phải là với tranh chẳng hai là bây dương thèm sẽ lệnh cho được không tiết cái dân vô sắp stress sẽ lệnh mà sẽ làm được với mấy selection để vô sắp stick selection và nó bày vì chỗ sẽ lệnh được không một thèm và cho bác này rụt nó máu màu à bà chấm hiên bật top chấm hiên bật top nó cứ dừng chạy layer này và dừng chạy control xóa chê là mấy copy à chờ được máu và này vĩnh với hai chạp chờ giờ đã bị lờ để giờ mở chỗ tôi không rụp nặng à đấy bà chắc là vậy đây chấm đây xong khăn một tiết thì dừng tôi can sửa lại chướng sửa lại chướng bạc quạt sửa lại chướng tua nắng tập đấy sẽ lấy trường bảo
អ្នកដែលគាត់ឈលលើហ្នឹងបាទយើងស្រីវាឡើងខ្មៅបន្តិចណាបាទរបស់ជើងគាត់គឺខ្មៅហ៎ Select វាមក Make selection បាទ OKជំហានបន្ទាប់គឺយើងសរេរលើពោទាំងមូលតែម្ដងពោរូបទាំងមូលណាដែលយើង select រូបហ្នឹងចូល image វា adjustment វាប្រើ color blend ណាប្រើ color blend ទៅហើយវាស៊ីជាមួយនឹងទិសភាពរបស់រូបបោះផ្ទៃ background ណាបាទខ្ញុំសរេររៀងលឿងស្វាយតិចមកថាឈូងតិចនេះបាទជំហានបន្ទាប់បាទជំហានបន្ទាប់សក់នេះដោយសារវាអត់សូវច្បាស់ពេកខ្ញុំអត់បានវារៀងព្រាលណារូបហ្នឹងខ្ញុំអត់បានកាត់តាមក្បួននៃការកាត់សក់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់ folder វាបាទខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់ folder វាដល់ខ្ញុំដាក់5មីទ័រខ្ញុំដាក់បាទ delete វាទៅវាមានមើលទៅរៀងព្រាលតិចโอเคបន្ទាប់ទៀតគឺយើងចុច Ctrl+ J ដើម្បី copy layer ជា2ដែលយើងយក layer ខាងក្រោមនេះណាបាទយើងមើលថាស្រមោលវាជះមកខាងណាយើងចុច Ctrl+ T ចាប់ទាញវាមកក្រោមនេះមកណាបាទស្រមោលវាជះមកនេះហ៎ណាបាទបន្ទាប់មកទៀតដែលយើងចុច Ctrl ចុចចំលើរូបហ្នឹងហើយចាប់ទាញរូបហ្នឹងរូបចោលវាបង្កើត layer ថ្មីមួយណាបាទជារីណែមទៅខ្ញុំដាក់សេតូបាទគ្រាន់នេះយើងត្រូវដាក់ filter បន្តិចដូចយើងចូលតាម selection យក modify filter ខ្ញុំដាក់3ឯទៅបានហើយបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលតាម layer យក new adjustment យក level ណាបាទហើយយើង ok មកវាចេញ level ឡើងមកអញ្ចឹងក្នុងនេះ level ឡើងដើម្បីអីមានថាដើម្បីយើងដាក់ small ឡើងចុច level 2ដងឬក៏ចូលតាម layer យក layer style យក level blending option បាទត្រង់ layer setting នេះ small វាណាយើងដាក់ small វាក្រាស់នេះមកបាទពេល small ទាញវាផុតបាទចូល small ស្ដើងនឹងក្រាស់យ៉ាងទីឡើយនេះโอเคបន្ទាប់ពីយើងធ្វើបានយ៉ាងហើយយើងត្រូវការដាក់ស្រមោលក្រោមជើងរូបនេះបន្តិចបាទដល់យើងចុច duplicate layer រូបទាំងពីរដងដែរចុច control shift j រូបខាងក្រោមនេះត្រូវចុច control ហើយចុចលើរូបចាប់រូបចោលបង្កើត layer ថ្មីមួយទៀតដាក់ shadow ដែរបាទស្រមោលទី2បាទរួចហើយយើងដាក់ filter តិចដែរខ្ញុំដាក់ 0.3 ឲ្យបានណារួចហើយយើងចុចលើនេះយកពោះខ្មៅមកហើយយើងចុច Alt + Delete Alt + Delete យើងស្រីវាមកក្រោមទៅវាមកក្រោមនេះមកណាបាទពេញសេរីមកក្រោមហ្នឹងវាប្រើធូលនេះកាត់វាចេញយកទៅកន្លែងណាដែលជាប់ដីបានហើយណាហើយយើង delete ទៅបាទ delete ហ្នឹងយើងអាចដាក់ folder វាបន្តិចក៏បានដែរហើយខ្ញុំដាក់9នេះបាទដើម្បីវាមើលទៅរូបហ្នឹងវាអឹបជាប់នឹងដីណាបាទបាទជំហានបន្ទាប់នៅពេលដែលយើងសរេររួចហើយគឺយើងត្រូវការដាក់រូបហ្នឹង
ឲ្យវាគេហៅថាណែតតិចណាបាទគឺយើងសរសេររូបហ្នឹងវាណែតតិចយើងសិលេចលើ layer រូបនេះនេះសិលេចលើហ្នឹងយើងចូល image យក adjustment យកប្រៃនេះឲ្យ contrast សរសេរ contrast តិចមកនេះឃើញយើងកុំសរសេរខ្លាំងបើសរសេរខ្លាំងរូបវាឆេះបាទរកជាប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំ OK បាទជំហានបន្ទាប់ដើម្បីឲ្យកាន់តែ real ឲ្យកាន់តែមើលទៅវាសមគឺយើងត្រូវការធ្វើស្មោលក្នុងទឹកណាបាទយើងធ្វើស្មោលក្នុងទឹកដល់យើងចុច control សជេនៅលើ layer រូបដែលយើងកាត់ចូលដូចគ្នាដល់ហើយយើងយករូបខាងក្រោមនេះដល់យើងចុច control លើលើអសតធីក៏ដល់សតធីហើយចាប់ទាញវាណាចាប់ទៅនេះត្រឡប់វាមកបាទត្រឡប់មកក្រោមហើយយើងបបលវាហើយយើងបបលមកនេះបាទយើងចុច control ឲ្យជាប់ចាប់ទាញវាយ៉ាងមកចាប់ទាញចាំមកអញ្ចឹងយើងដឹងហើយជាទូទៅសមោក្នុងទឹកហ្នឹងយើងឃើញវាតែត្រឹមទឹកមកទេមិនអញ្ចឹងណាត្រឹមទឹកទេវាមិនមែនវាឃើញដល់ឈើអីនោះទេណាបាទឬក៏ស្ពានហ្នឹងទេមកក្នុងទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ានេះគឺយើងបានហើយបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់ជា feeder យក blur ណាបាទ cosine blur នេះបាទយើងកុំដាក់ខ្លាំងពេកបាទរួចហើយចាំបិទភ្នែកចោលមានថាបន្តបន្តិចគឺយើងកាត់យកតែស្រេច spin spin ហ្នឹងទៅសល់ spin ហ្នឹងបាទកលាំងមកលើនេះមកយក max selection ខ្ញុំដាក់ 0.5 ចុះរហើយបើក្រុមហ្នឹងចុះលើ tool នេះវា delete វានេះបាទបន្ទាប់ពី delete វាមើលទៅមានថាវាអត់ទាន់ real យើង select លើនឹងថែមខ្លះចុះលើវាយើងដាក់ color field ឲ្យច្រើនទេខ្ញុំដាក់15ទៀតវាគេមើលឃើញព្រាលនេះបាទហើយបើថាយើងចង់កែតម្រង់រូបហ្នឹងវារឿងស្ប៉ែតអីថែមទៀតយើងសេរីវាមកវិញចឹងមកបានជិះត្រូវសតធីមកបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះជាមេរៀនដើម្បីបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់ពីពីចំណុចនៃការធ្វើស្មោលក៏ដូចជាកាត់តក្នុងរូបប្លង់ណាមួយណាបាទអញ្ចឹងរបៀបនៃការកាត់តគឺមានប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចេះពីបច្ចេកទេសហ្នឹងណាបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនប្រើជាផ្លូវការទៅខ្ញុំគិតថាយើងប្រជិតប្រចង់ទៀតទៅវានឹងបានស្អាតជាងនឹងច្រើនណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទ